Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Blue Zone TV. Các bạn nhớ nhấn like, đăng ký kênh cũng như chia sẻ giúp mình để mình có nhiều động lực làm nhiều clip bổ ích dành cho các bạn. Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Blue Zone TV. Hôm nay mình xin review cái ad của ông bạn trong cái clan của mình, hình như là nghe ông nói phong thanh đâu là 40-50 triệu rồi. Và anh em hãy cùng mình xem sao qua cái clip này nha. Đây là mình kêu ông bạn mình đã quay lại cái set đồ này và mình xin review sơ qua cho anh em nha. Đây là bộ thánh giáp và cùng một con công, làm gì nó ngầu thế. Đây là KDA cao thủ 23.91. Hiện tại này thì bạn của mình đang chơi rank là server ASEAN. Và trước mắt chúng ta thấy đây là một số bộ đồ đỏ mà có trong kho. Đây là thánh giáp bộ sơ đông. Để mình mở bự lên em xem. Đây phía dưới chỗ này là thánh giáp bộ sơ đông, thánh giáp cá 4 sao. Anh em cũng biết độ chịu chơi của anh ta đó. Giá 4 sao là cũng biết khá là nhiều tiền rồi đấy. Và anh em xem sơ qua nha. Và một số đây là bộ đồ tím như này. Đây là một số bộ đồ tím. Bộ đồ tím trang phục đỏ trắng. Và mùa trước thì hình như mùa rồi là có bộ đồ trắng này, bộ đồ thỏi này hình như là có bán trong shop á. Đây là bộ đồ trang phục sát thủ thành thị dành cho khi mà mình quay M4 LED lỗi công nghệ thì mình sẽ được cái bộ đồ này. Bộ đồ này chỉ có trong vòng quay thôi và không có bán trong shop nha anh em. Anh em sẽ tiếp tục xem nào. Đây là trang phục khủng long hai màu đen và tím run ha. Đây. Và một số đồ ở mùa trước, đây là trang phục bá tước Dracula, không dễ gì có được. Nhưng bây giờ thì cũng muốn có cũng khó rồi. Có bộ đồ cá này anh em, để mình dừng lại cho anh em. Đây. Đây là bộ đồ cá, mình khá là thích bộ đồ cá này. Trong Robot Season 8 á, cái ạc bên hàng của mình là có bộ đồ này. Mình có hình như là mình chơi từ Season 6 hay gì ấy. Để thời mình rảnh mình sẽ review cái ad của mình cho các bạn cùng xem. Là hiện tại thì một số cái đồ bên hàng thì có là khá là đầy đủ. Và từ hồi tháng 6 vừa rồi thì bán hàng nó cấm người khác quốc gia, tức là người không phải người Hàn và người Nhật dùng lại phiên bản của Hàn Quốc và Nhật Bản, thì nó sẽ không cho nạp thẻ và chơi có thể là không còn sự kiện nữa như ngày trước. Nếu mà ngày trước thì nó có một số cái sự kiện rất là hay, anh em không cần nộp tiền, anh em chỉ cần cài và làm nhiệm vụ thôi, thì nó có sẽ đồ đổi xu, lấy đồ và lấy xu đổi các vật phẩm khác. Và có nhiều cái sự kiện hay lắm, nhưng mà dạo thời gian gần đây thì mấy anh Ấn Độ đã xâm nhập vào Hàn Quốc hack nhiều quá nên cái sự kiện đó không còn nữa và nó chỉ dành cho Hàn và Nhật thôi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với buổi review trang phục đồ của bạn mình nha. Đây là một số bộ đồ tím. Đây mình lướt sơ qua cho anh em cùng xem. Đây là bộ đồ BDB. Đây anh em thấy hai bộ đồ này không? Khi mà mình đăng nhập vào cái mùa trước là nó có free cái bộ đồ này, còn bộ đồ này thì mình không biết nó ở đâu ra. Đây cái bộ đồ bên đây này, mình không biết bộ đồ đâu ra. Còn bộ đồ C1X1 này là chỉ cần rank bạch kim mùa rồi là các bạn có thể lấy được bộ đồ tím này. Bộ đồ trang phục thợ làm bánh. Thì để bạn có được bộ đồ trang phục thợ làm bánh này thì bạn chỉ cần nạp thẻ vào thôi. Thì bộ đồ này miễn phí cắt tóc và nguyên chế độ luôn. Hiện tại thì cái mùa này vẫn còn, anh em nào nhanh tay tranh thủ nạp thẻ 50.000 vào thì mình có thể lấy được bộ đồ này hoàn toàn miễn phí nha.
Đây bộ đồ trang phục may quạt này anh em. Xịn sò con bò. Và đây là tiếp tục là những cái mũ ba màu đỏ và à đây màu tím chứ, trang phục mũ ba tím. Trong cái những cái mũ này thì mình thấy cái mũ trái cây này, hoa này nè, thì mình khá là thích. Nhưng mà khó quay lắm anh em. Và đây, đây là tóc. Và tóc và những cái mặt nạ này. Có bộ tóc bím bờ sau đuôi của nhân vật nam ở season 18 thì khá là ngon, nhưng mà bây giờ cũng không còn có thể lấy lại được. Chắc có thể là mùa sau nó có thể quay trở lại bán lại cho chúng ta. Mà nếu mà chúng ta có thể mua thì chắc cũng mắc à, 3-4 ngàn UC đấy chứ không có rẻ đâu. Nếu mà quay được thì cũng hên lắm. Nếu anh em nào có tiền thì có thể quay. Đây là kiến. Kiến thì cũng không có nhiều, và mặt nạ thì cũng đủ dùng, chứ không nói là dư giả. Có mặt nạ ra bá tước Dracula luôn nè. Đây là áo. Áo thì thôi vô số luôn, dư xài. Đây là một số cái ba lô. Và ba lô đầu tiên là ba lô Poseidon. Tất nhiên là anh ấy đã quay cái bộ thánh giáp và nâng lên level 4 thì tất nhiên ba lô này sẽ có rồi. Đây ba lô sẵn sẵn đây, anh em nào hên hên thì lại quay được huy luôn. Còn không thì đây ba lô đủ ba lô luôn. Ba lô Mecha God, ba lô chiến binh hồng Godzilla. Và tiếp theo thì chúng ta hãy cùng quay lại với những cái khẩu súng của anh ta mà anh ta đã nâng cấp nha anh em. Đây là khẩu súng AKM M16 này, có M16 nâng cấp. Skyline M4 lõi công nghệ. AUG VVZ M762 và một số skin khác. Đếp em Godzilla luôn này. Em thấy không? Xịn sò con bò. Chắc chơi là đây. Không biết tới khi nào nó sẽ ra tới MK14 nâng cấp đây. Khẩu này khá bá đạo mà hiện tại mình thấy 3-4 mùa nay chưa có ra được khẩu MK nâng cấp. Nếu mà MK nâng cấp chắc anh em là cũng có thể thấy là nhiều dân chơi sẽ nâng cấp cái khẩu này, vì cái khẩu này là khá mạnh, bá đạo trong trận chiến đạn luôn đấy anh em. Đây DB này, anh em nhìn sơ qua nhé. Đây là chảo, chảo chắc cũng cỡ cả chục cái hơn. Hơn cả... Và đây là xe. Xe UZ biển sâu này là ở season 8 nha anh em. Tiếp tục Tesla 6 triệu đồng đấy anh em. Anh em nào quay thì có thể nạp 6 triệu và quay, nhưng mà hiện tại cái mùa này không còn đâu. Anh em chờ tới đầu tháng 11 sẽ bắt đầu ra siêu xe mới và anh em chuẩn bị đập tiền vào quay nha. Đây là McLaren 570S và một McLaren đen. Cái con đen này là nó rẻ hơn cái con trắng nha. Cái con trắng này này. Thôi. Nên mở lại xem. Đây cái con trắng này anh em thấy. Cái con đen thì tầm 3 triệu thôi, mà cái con trắng thì có thể là, như là mình nhớ không nhầm là 6 triệu hay sao ấy. 6 triệu đúng rồi, khoảng tầm đó. Mà có thể là đen đen thì có thể 90 triệu. McLaren, chiếc xe này chạy khá là im, không gây tiếng ồn, xe điện mà. Mô tô. Và đây là những cái hiệu ứng của nhân vật Emotion đó. Và đây là không có những nói, khoảng bây giờ thì chơi khá ít, có 9 chiếc máy bay thôi. Mà dù thì vô số, dù khá là nhiều dù, nhìn thấy không? Dù đồ season 2 cũng đó nữa. Quy đồ mà, nhưng quy đồ mà được dù thì bao la. Nét thì có trái nào không? Nét thì được 10 trái. Smog thì 8 trái. Chón thì 6 trái và lửa thì 2 trái thôi, không có nhiều.
Đây, Godzilla. Godzilla cái con, à con nhìn nhầm, con này con công. Con công này như không thấy nó level đâu, hình như mắc pin luôn anh em ơi, mắc pin luôn hết rồi. Tối đa luôn nè, anh em thấy không, phía bên trái này tối đa luôn rồi. Không còn gì để nâng nữa. Ngầu, ngầu lòi quá. Đây. Thánh giáp Poseidon 5 sao, à nhầm 4 sao. 25 viên nâng cấp này. Quá xịn sò con bò. Đây, chúng ta hãy quay trở lại. Đây là cái 14 LED đã nâng lên tới level 5. Hiện tại thì đã mua luôn cái sờ cấp 3. À, chỉ chơi sờ cấp 3 chứ không mua cái cầm be. Và đây là DB28 nâng cấp. Rồi tiếp theo là lưỡi dao sắc bén là cái gì đây? Lưỡi dao sắc bén màu M16, A16, A4, level 1. Đây là Up Rotila AWM level 4 nha, xịn sò con bò, chạy led luôn, chạy led luôn hai dòng trên thân súng và đầu nòng. Cái này mà mua thêm đầu nòng với băng đạn với scope nữa là ngon. Và đây bản nhạc tình yêu level 4. Uzi level 4 này. Uzi level 4 nhìn như một đóa hoa hồng. Và UMP. UMP nhìn ngầu lòi. Và AKM miếng ngô kinh dị level 4 luôn nha anh em. Còn cơm. Còn gì nữa không? Chắc hết rồi đấy anh em ơi. Và hôm qua chúng ta đã được xem một số đồ và phụ kiện và súng dành cho cái player của bạn viên chúng ta. Nếu các bạn thấy hay hãy nhấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Hẹn gặp lại anh em vào trong những clip sau. Bye bye anh em.